Bệnh nhi là bé Vũ Thị Ngọc Ánh, 8 tháng tuổi, ở thôn Kim Trung, xã Kim Lục, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Theo lời kể của gia đình, cháu Ngọc Ánh được tiêm vaccine Quinvaxem mũi 1 vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 2 vừa qua. Đến 14 giờ cùng ngày, cháu bé bắt đầu sốt và phát ban toàn thân. Ngay lập tức, cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn điều trị. Tuy nhiên sau 2 ngày, cháu sốt càng cao, ban đỏ nổi khắp người. Xuất hiện các ban đỏ nó lên, nó nốt, nó bìu như là muỗi đốt, nó bìu xong rồi nó nan ra và nó cứ nặn đi rồi nó lại mọc các nốt khác dày hết từ trên mặt trở xuống. Sau đó ngày 9 tháng 2, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Sanh Pôn cấp cứu, nhưng do tình trạng sức khỏe đã nguy kịch, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, nên sáng sớm nay cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện tại cháu bé vẫn đang hôn mê sâu và phải dùng máy trợ thở, trợ tim. Theo giấy chuyển là sốc tại Sanh Pôn. Nhưng còn khi đến bọn tôi bây giờ các bạn đã nhìn thấy là vẫn đang thở oxy này, vẫn có vằn ban dị ứng này, vẫn phải dùng thuốc vận mạch này. Nghĩa là vẫn bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng. Về việc khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm, đại diện trạm y tế xã Kim Lũ, nơi tiêm chủng cho cháu bé cho biết đã kiểm tra nhiệt độ và nghe tim phổi cho cháu Ngọc Ánh, nhưng việc khám sức khỏe chỉ mang tính sàng lọc nên khó tránh khỏi nguy cơ trẻ có bệnh tiềm tàng trong người mà không có biểu hiện ra bên ngoài. Trong cái khám trẻ để phân loại thì nó có nhiều các chỉ số, trong đó có khám tim phổi và hỏi tiền sử của trẻ. Thế nhưng mà khám tim phổi thì chủ yếu là được tôi chỉ khám bằng ở tuyến cơ sở, chỉ khám tim phổi bằng ống nghe, khám tim và khám phổi. Thế trong đó tất nhiên cũng không phải là về thời gian cũng đủ để chẩn đoán là trẻ không mắc bệnh về phổi hoặc là không có những tiếng tim bất thường. Tất cả những cái biên bản, những cái văn bản khám đều được lưu lại, cũng như là những cái vỏ lọ vaccine, rồi thì sổ sách, giấy tờ liên quan đều được lưu lại để kiểm tra. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn đang rà soát lại quy trình tiêm chủng tại trạm y tế xã Kim Lũ và quy trình tiêm chủng với riêng cháu Ngọc Ánh để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến phản ứng nặng sau tiêm ở trẻ.